sau câu chuyện hôi bia ở Đồng Nai được đưa ra mổ xẻ rộng rãi, thậm chí xử lý hình sự hai bị can về hành vi công nhân chiếm đoạt tài sản thì tưởng rằng nạn hôi của sẽ không còn xảy ra. Tuy nhiên mới đây, những hình ảnh vụ việc tranh cướp kinh hoàng những thùng nhãn tại Quảng Bình vào trưa ngày 21 tháng 1 đã khiến dư luận rất bức xúc. Xe container biển kiểm soát 89C-01653 chở gần 20 tấn nhãn khi qua Quảng Bình thì nổ một lốp trước khiến xe lật ngang khiến các thùng hàng văng ra ngoài. Chừng 10 phút sau, hiện trường xuất hiện khoảng hơn 200 người dân trong khu vực ùa đến cướp nhãn trước sự bất lực của lái xe. Điều đáng nói, ngay cả khi lực lượng công an xuất hiện thì cũng không ngăn được đám đông cướp hàng trong nhiều ý kiến để chữa căn bệnh này được đưa ra dư luận đồng tình với việc công khai danh tính hình ảnh những người cướp của trắng trợn giữa ban ngày lên phương tiện thông tin đại chúng và cung cấp cho cơ quan công an để xử lý hình sự